Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại. Địa chỉ là số 321 Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha. Trang fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Anh em nào mà xài Facebook có thể nhắn tin qua trang fanpage nha. Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400. Số thứ hai là 0648 748. Số thứ ba là 0585 5050. Ba số điện thoại này thì mình đều xài Zalo, anh em có thể nhắn tin qua bên Zalo nha. Bên mình thì làm việc từ 8:30 sáng đến 8 giờ tối. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc nha. Có những máy sẽ có tai nghe và những máy không tai nghe. Chính sách bảo hành là 3 tháng một đổi một đối với hàng chính hãng và 1 tháng một đổi một đối với hàng sách tay. Anh em nào ở xa có nhu cầu mua điện thoại bên mình thì vui lòng cọc trước phí ship nha. Bên mình thì ship hàng cho test máy trước khi nhận nha. Đây là cái Samsung S20 FE nha mọi người. S20 FE thì mình có bản quốc tế, máy thì ngoại hình đẹp lay new luôn. Mình có bản một sim và hai sim. Một sim là 6 triệu nha, hai sim là 6 triệu 2. S20 FE nha. Máy thì đẹp 99. Samsung A52s 5G nha. Màu xanh ngọc, máy đẹp 99 nha. 6 triệu 2, A52s 5G. A52 5G, RAM 8 128, máy đẹp 99 luôn. 5 triệu 8, A52 5G nha. Samsung A12 RAM 6 128, cây này thì ngoại hình tầm 97% thôi. 2 triệu 950 nghìn nha, A12. Xiaomi Mi 11 5G, con này thì chạy chip Snapdragon là 888 nha, RAM là 8GB, bộ nhớ trong 256. Máy thì ngoại hình đẹp 98, con này màn hình cong, màn hình là Full HD. Giá bán của bên mình là 9 triệu 2 nha. Mi 11 5G, hàng chính hãng nha mọi người. Mi 11 5G là hàng chính hãng. Có hai màu luôn, xanh và đen nha. Hàng chính hãng công ty còn bảo hành nha, 9 triệu 2. Oppo A53 RAM 4 128, máy đẹp 99 nha. 2 triệu 850 nghìn, A53. A53 thì RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Samsung A22 RAM 6 128 nha, 3 triệu 750 nghìn, máy đẹp 98, A22. Con này là A52s 5G, RAM 8 128, máy đẹp 99, 6 triệu 2 nha, A52s 5G. Samsung A31 RAM 6 128, con này còn dáng nha, máy thì đẹp 99, 3 triệu 450 nghìn nha, A31, hàng công ty, màn hình thì OLED, phần tay đời trong màn hình nha. Samsung Galaxy S10 2 SIM, 4 triệu rưỡi. Ngoại hình thì nó hơi trầy xíu nha mọi người, 4 triệu rưỡi nha. Những cái này thì anh em mua thì bên mình chỉ bao test cho anh em được 1 tuần nha, anh em thông cảm, Galaxy S10 nha. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, RAM 8 128, máy đẹp 99 nha, Note 11 Pro 5G, 6 triệu rưỡi nha mọi người. Hàng chính hãng bảo hành dài luôn. Samsung A12 RAM 4 128, máy chạy nhẹ nha, 2 triệu 650 nghìn, A12, giá khá là mềm luôn. Oppo A74 5G nha, cây này thì ngoại hình tầm 98%, hàng chính hãng, RAM 6 128, có hỗ trợ 5G, camera 48 chấm, vân tay thì bên hông nha. A74 5G, 4 triệu 1. Samsung Note 20 2 SIM nha, cây này thì hàng chính hãng, máy thì tầm 97% thôi, sườn nó có cắn nhẹ nha, 8 triệu 8, Note 20, giá khá thể cho anh em trải nghiệm nha. Samsung Note 20 Ultra 5G, 1 SIM, 13.3 nha, 1 SIM. Mình có một cây hàng công ty màu trắng, máy đẹp keng nha, bản 5G này luôn. Giá bán của bên mình là 14 triệu rưỡi, Note 20 Ultra nha. Samsung A52 5G, 5 triệu 8, màu đen, máy đẹp nha. Máy còn rất là keng luôn. Oppo A93, RAM 8 128, ngoại hình thì tầm 98 nha, 3 triệu 550 nghìn, A93. Samsung A12 RAM 6 128, máy đẹp 99, 3 triệu 1 nha, A12. Samsung Galaxy S10 LED 2 SIM,
cái này nó đã thay lưng rồi nha, giá 4950, 4 triệu 950 nghìn. Samsung S21 Plus 5G, hàng chính hãng, 2 SIM nha. Cây này thì máy trầy nhẹ nha mọi người, hơi trầy đây. Giá bán là 10 triệu 750 nghìn nha. S21 Plus. Giá khá mềm cho con S21 Plus rồi nha mọi người. Samsung A32, máy đẹp 99, 4 triệu 150 nghìn. Máy đẹp rất là còn keng lắm nha. 4 triệu 150 nghìn nha. Samsung Note 20 Ultra 5G 1 SIM 13 3. Con này thì chạy chip Snap nha. RAM 8 256 GB. RAM 12 bộ nhớ trong 120, bộ nhớ trong là 256 GB nha mọi người. RAM 12 GB. Note 20 Ultra 5G này thì bên mình có 3 màu: trắng, đồng, đen. Xiaomi Mi 11 Lite 4G nha, 4 triệu 8, máy đẹp keng. Mi 11 Lite. Mi 11 Lite 5G nè. Máy đẹp 99 nha, 5 triệu rưỡi. Mi 11 Lite 5G nè. Xiaomi Redmi Note 10S RAM 8 128, máy đẹp 99, 4 triệu. Redmi Note 10S. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G đây, bản hàng màu đồng nha. 13 3. 3 màu đồng giá nhau. A52s 5G xanh ngọc 6 triệu 2. Vivo Y33s nha, RAM 8 128, camera 50 chấm, mặt lưng là lưng kính nha. Máy đẹp 99, 4 triệu 2 nha. Bên mình thì nói chung là mình sẽ báo giá thôi, mình không có review chi tiết nha, tại máy khá là nhiều luôn. Poco X3 Pro RAM 6 128. Bốn triệu 250 nghìn nha, máy đẹp 98, Poco X3 Pro. Samsung A32 6128 nha, 4 triệu A32, máy đẹp nha. Samsung Note 20 2 SIM. Con này thì 9 triệu rưỡi, máy thì đẹp 99 nha. Note 20. Mình có màu đồng và màu xám nha, hai màu, 9 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi là hàng công ty nha mọi người. Samsung Note 10 LED 5G nha. Máy đẹp 98, 7 triệu 450 nghìn. Còn một cây duy nhất nè, Note 10 LED 5G. Note 10 LED 5G giờ rất là hiếm hàng luôn, về bao nhiêu là bán hết. Samsung A52s 5G màu đen nha, 6 triệu 1. Máy thì cũng còn khá là keng luôn. A53 nha, RAM 4 128, máy 97 thôi. Cây này hơi trầy nhiều, 2 triệu 550 nghìn, Oppo A53 nha. Nokia 2.4, con này thì RAM 2 và nhớ trong 32, ngoại hình thì tầm 98% nha, 1 triệu 650 nghìn thôi. Giá khá là mềm cho anh em là chữ trái. Realme C12 RAM 4 và nhớ trong 64, máy đẹp 99 nha, 2 triệu 7. Mình có RAM 3 nữa nha, RAM 3 là 2 triệu rưỡi. Con này là con Realme 8, RAM 8 128, máy đẹp 99, màu bạc nha, giá bán là 4250 đây, và màu đen đây 4250 luôn nha. Máy đều đẹp keng, 99 hết. Realme 7i RAM 8 128, 3 triệu 4 nha, máy cũng còn tương đối đẹp nha. Realme 7i 98%. Realme 8 Pro 4 triệu 8 nha, máy đẹp 99, Realme 8 Pro. Giá là giờ nó mềm hơn một xíu rồi nha. Realme 5i, Realme 5 thôi, RAM 3 bộ nhớ trong 64, pin 5000, 2 triệu 2 nha, Realme 5. Con này là con Winmax Star 5, RAM 3 bộ nhớ trong 32, máy 99 nha, 1 triệu 850 nghìn, máy đẹp 99. Vinmark Aris RAM 8 128, máy đẹp 99 lại new luôn, 3 triệu 6 nha. Những cái Aris này thì giờ nó hết hàng rồi, một thời gian nữa là lại hàng thuộc loại quý hiếm nha mọi người. Vinmark Lite 4 nha, RAM 6 bao nhiêu trong 64, máy đẹp 99 luôn, 2 triệu 650 nghìn. Lite 4
VinMax Joy 3, RAM 3, bộ nhớ trong 32, máy đẹp 99 Line New, 1.850.000 nha. VinMax Active 3, Active 3 đây, RAM 6, bộ nhớ trong 64, máy đẹp Line New, 2.450.000 nha. Active 3. VinMax Aris nha, màu xanh, RAM 8, 128, máy đẹp 98, 3.4 nha, Aris. Realme C11, 2 RAM 2, bộ nhớ trong 32, 1.950.000 nha, máy đẹp 99 luôn, C11. Cây này là cây Realme 5 Pro, RAM 4, 128 nha, máy đẹp 98, 2.4. 5 Pro thì nó chạy chip Snap 712, màn hình Full HD, camera là 48 chấm nha. Nokia 5.4, 2.350.000 nha, Nokia 5.4. 5.4 thì RAM 4 như trong 64GB nha mọi người. Con này là con Realme C25i, RAM 4 màu nhớ 128, máy đẹp 99, 3.050.000 nha. Những cây này là những cây chuyên về pin, pin rất là khỏe luôn. Realme 8, cây này hơi trầy nhiều, anh em nào mà về dán bóng lại là không thấy trầy nha. 4.050.000. Realme 8 Pro, máy đẹp Play New luôn, 4.8 thôi. Giảm giá dòng 8 Pro nha. VinMax Joy 4, RAM 3, bộ nhớ trong 64, máy đẹp 99 Line New nha, máy như mới luôn, không biết trời. Con này thì giá bán của bên mình là 2.3 thôi, máy như máy mới luôn nha, 2.3. VinMax Aris Pro nha, máy cũng đẹp như mới luôn, Aris Pro. Aris Pro thì được cái là camera trước ẩn dưới màn hình nha, giá bán là 3.8, Aris Pro, RAM 8GB. VinMax Star 4 nha, RAM 2 16 1350 nha, Star 4. Realme X2 Pro, RAM 6 bộ nhớ trong 64, con này cấu hình khá là ok nha. Chip Snapdragon là 855 Plus. Camera chính là 64 chấm, màn hình là Full HD, ngoại hình thì tầm 98, 4.500.000. Realme 7 nha, con này RAM 8 128 mà cái viền nó hơi xấu, 3.150.000. Realme 8 rồi thì mình có cái màu rất là đẹp nha, màu xanh nữa nha. Realme 7i, cái này cũng hơi trầy, 3.4. Realme 8, máy đẹp 98 nha, 4.150. VinMax Star 5, RAM 3, 32, 1.950.000 nha. Con này trầy nhẹ 98 thôi, 1.9. Realme 9i nha, 4.350, máy đẹp 99, Realme 9i. VinMax Joy 3, RAM 2, bộ nhớ trong 32 nha, 1.650.000. Ngoại hình thì đẹp như máy mới, không khác gì mới cả. Nokia 2.4 đây, 1.650. Con là Realme 5 Pro, bản RAM 8, máy đẹp 98 nha, 2.8, Realme 5 Pro. VinMax Aris 8128 luôn, 3.6 nha, máy này đẹp kem. Realme 7, RAM 8, 128, máy đẹp 99%, 3.750.000 nha, máy còn khá kem. Realme C25S nha, pin 6000, máy đẹp 99, 3.350.000 nha, 3.350.000. Bên mình thì Android hầu như là tất cả những dòng Android luôn, mình đều có hàng nha. Realme 6 8128 nha, màn hình nó có một chấm sáng bằng đầu kim thôi, 2.750.000 nha. Realme C2 1.250.000 nha, RAM 2 16, Realme C2. Nó giống như con Oppo A3S vậy nha.
Oppo A1K chứ, cái nhãn hiệu A1K là giá nó rẻ hơn rất là nhiều. SOTA 5, RAM 4GB 1.9 luôn, máy hơi trầy nhẹ. Con này là con Realme C15, RAM 4GB 1.64, máy đẹp 98%, 2.550.000 nha. Realme, con này là Realme 8 5G nha. Máy đẹp 99%, Realme 8 5G, 4.500.000. Realme C17 RAM 6 128, con này thì pin được tới 5.000, 3.100.000 nha. Vivo Y72 5G, cái này thì mặt lưng nó hơi trầy nhiều. 3750 nha, Y72 5G. Nói chung là bên mình là tất cả những dòng máy luôn, máy gì hầu như máy gì cũng có. Vivo Y20 nha, RAM 4GB 1.64, 2350. Máy đẹp 99 thì giá bán của bên mình là 2.450.000, bên này nhau 100k nha. Vivo Y21S RAM 6 128, con này thì máy đẹp 98 thôi, 3.350.000 nha. Máy 98, máy 99 là 3.500.000 nha. Còn máy 99 RAM 4 thì 3.350. Vivo V20 8 128 nha, máy đẹp 98, 4.000.000 V20. Vivo Y50 nha, cái này máy trầy nhẹ, máy hơi trầy nhẹ thôi, RAM 8GB, giá thì cực kỳ mềm, 3.000.000 Y50. Máy đẹp keng, mà không, cái này cũng trầy nhẹ nha, 3.000.000 Y50. Vivo Y21S nha, máy đẹp keng, 3.350. Vivo Y12S 4128 2450 nha. Máy đẹp 98. Vivo Y53S máy trầy nhẹ nha, là 3.850.000. Máy đẹp keng, 4150. Y53S nha. Vivo Y33S đẹp keng đây, 4.200. Vivo Y50 đẹp keng, 3.550.000 nha, máy còn khá là đẹp luôn, RAM 8GB. Vivo Y21 nha, máy đẹp keng này, RAM 4GB 1.64, 3.000.000 Y21. Vivo V23 5G nha, máy đẹp 99, 7.800.000, keng 99 nha. Vivo V21 5G, RAM 8 128, máy đẹp 98, 5.350.000. 56GB. Samsung Galaxy Z Flip 3 nha, Z Flip 3 thì mình có hai màu tím và đen. Đây. Z Flip 3 nha mọi người. Đây. Hai cây này thì bên mình bán đồng giá với nhau là 11.000.000. Máy thì ngoại hình nó thì tầm 98 nha, có trầy nhẹ. Z Flip 3 nha, trầy nhẹ thôi, hàng công ty, vẫn còn bảo hành dài, 11.000.000 nha, Z Flip 3. Giá khá là mềm luôn. Cây này thì 256GB bản hàng nha. Giá bán là 12.000.000, máy đẹp lay new. Và mình có thêm một cây này thì chưa kích hoạt bảo hành nha. Chưa kích hoạt bảo hành cũng 256GB luôn. Giá bán là 12.000.000 nha, Z Flip 3 nha mọi người. Z Flip 3 thì hôm nay mình còn có được mấy cây thôi, hết hàng rồi. Máy thì ngoại hình còn tương đối đẹp nha, màn hình gập RAM 8, bộ nhớ 128 hoặc là 256GB cho anh em lựa chọn. Realme C15, Realme C15 nha, RAM 4GB. Cây này thì ngoại hình 97% nha, 97 thôi. Giá bán cực kỳ rẻ thôi, 2.300.000, Realme C15 nha.
Xiaomi Redmi 10. Redmi 10 thì chạy con chip Helio G88 nha mọi người. Máy thì ngoại hình đẹp 99. Redmi 10. RAM 4 nhớ trong 64 GB. Giá bán của bên mình là 3 triệu nha. Con này thì camera tới 50 chấm, pin 5000. Màn hình là Full HD. Con này là con Redmi K30 5G. Con này thì chạy chip Snapdragon là 765 nha. Cấu hình khá là khỏe luôn. Màn hình con này 120Hz nha mọi người. RAM là 6GB, bộ nhớ trong 128GB. Giá bán của bên mình cây này là 3.750.000, Redmi K30 5G. Oppo A95 nha, máy đẹp 99. A95 thì mình có màu trắng đây và đen. A95 nha, giá bán của bên mình là 4.500.000, Oppo A95. Redmi 9 nha mọi người, Redmi 9. RAM 4 và nhớ trong 64, hàng sách tay nha, chưa có tiếng Việt, Redmi 9. Giá bán của bên mình là 2.350.000 nha, Redmi 9 nha, RAM 4 và nhớ trong 64, sách tay, chưa có tiếng Việt nha. 2.350.000. Realme C15. Cái này thì ngoại hình tầm 98% nha, giá bán là 2.450.000 C15. Vinmark Active. Vinmark Active 3 nha, RAM 6GB, 2.400.000, máy đẹp 99 nha, Active 3. Máy đẹp 99, 2.400.000. Vinmark Joy. Con này là Joy 3 nha mọi người, máy thì đẹp play new. Con này máy không vết trầy luôn nha. Con này RAM 3, RAM 3GB, máy đẹp play new nha. Giá bán là 1.850.000. Vinmark Joy 3 nha. Joy 3 thì pin 5000, màn hình 6.5 và chạy con chip Snapdragon là 632 nha. Con này là con Vivo. Con này là con Y51 nha mọi người, Y51. Cái này cái Vivo Y53S nha. Cái này thì ngoại hình tổng thể nó hơi trầy nhiều đây, Y53S. Con này thì giá bán của bên mình là 3.450.000 nha. Y53S, máy hơi trầy, 3.450.000. Giá khá là mềm nha. Máy đẹp thì bên mình bán với giá là 4.150.000 nha. Còn mình có một cây hơi trầy lưng, giá là 3.800.000. Vivo Y53S nha. Con này là con Vivo Y21. RAM 4GB. Máy thì ngoại hình tổng thể thì 97 thôi nha, cái mặt lưng nó hơi trầy nè. Giá bán là 2.650.000. Y21 nha, 2.650.000. Vivo. V23E nha mọi người, máy đẹp 99 luôn, 4.800.000 V23E nha. Play new nha, con này thì RAM 8GB. Vivo Y21S nha, Y21S, RAM 4GB, máy đẹp 3.310.000. Mình có bản RAM 6GB nữa nha, 6GB thì 3.500.000. Samsung Galaxy S9 LED nha, con này RAM 6 và nhớ trong 64, bản Hàn Quốc nha mọi người. Máy thì còn nguyên zin, ngoại hình thì tổng thể còn khá là đẹp luôn. Đẹp 98 nha, 98, 99. Giá bán của bên mình là 3.650.000. Samsung Galaxy Note 10 cộng 5G. Cái này thì máy đẹp 99 nha. Một kiếm một cái máy đẹp play new này rất là khó luôn. 7.650.000 nha.
Note 10 LED 5G hàng chỉnh, hàng sách tay Hàn Quốc nha. Máy lay new 7.650.000. Xiaomi Mi 11T nha. Mi 11T. Cái này thì tổng thể tầm 97-98% nha mọi người. Có trầy nhẹ nha. Giá bán là 6 triệu 7. Mi 11T, máy 98 6 triệu 7 nha. Oppo A95. Máy đẹp 99 nha. 4 triệu rưỡi. iPad Pro 11 inch. Con này thì nói chung là viền nó hơi cắn nha, đây hơi cắn. Màn khá là đẹp luôn, màn còn rất là đẹp, còn dáng nha. Con này thì siêu mượt nha mọi người. Camera rất là đẹp luôn, giá thì cực kỳ rẻ thôi. Đây, camera rất là đẹp luôn nha. Quay cực nét luôn. Siêu mượt. Anh em nào mà chơi game hay là gì mua con này nha. Con này thì nói chung là viền nó hơi cắn. Anh em nào xài bao da luôn sẽ đẹp nha. Con này bản Wi-Fi iPad Pro 11 inch, đời chắc đời Gen 1 nha. Màn rất là đẹp. Giá bán của bên mình là 9 triệu 350 nghìn nha. 9 triệu 350 nghìn. iPad Pro 11 inch. Con này là con Google Pixel 4a nha. 4a. Giá bán của bên mình là 4 triệu rưỡi. Pixel 4a. Ngoại hình tổng thể thì tầm 98% nha. 4a. 4 triệu rưỡi nha. Con này là con S21 Ultra 5G. Cái này máy thì tầm 98% nha, ngoại hình tầm 98 thôi. Giá bán là 14 triệu 950 nghìn. Máy 98. Máy đẹp lay new đây, lay new luôn nha. Còn siêu viền luôn, lay new. Giá bán là 15.2, S21 Ultra 5G. Cái này thì máy cũng tầm 98 nha, giá bán là 15 triệu. Samsung A22 nha. A23 nha mọi người, Samsung A23. RAM là 4 và nhớ trong 128 nha, máy đẹp 99. 4 triệu 350 nghìn. A23. Con này là Oppo A53, máy đẹp ken nha, A53. Giá bán của bên mình là A53 nha. Giá bán của bên mình là 2 triệu 950 nghìn, máy đẹp ken. Samsung M11. 1 triệu 950 nghìn nha, M11. 1 triệu 950 nghìn, máy đẹp 98. Xiaomi Redmi Note 10 Pro, RAM 6128, máy đẹp 98 nha. 4 triệu 250.000. Con này thì màu đồng rất là đẹp luôn, chạy chip Snapdragon 730 nha. Màn hình khá to. Xiaomi Redmi Note 11 nha. RAM 6128, 4 triệu. Cây này thì mình có hai màu cho anh em lựa chọn luôn. Xanh và đen nha. Đây, Redmi Note 11 đẹp 99 nha. Samsung, con này là Mi Note 10 Pro, RAM 6128, viền nó hơi trầy nhẹ nha. Viền nó hơi trầy dăm dăm. Giá bán là 4 triệu 150 nghìn. Redmi Note 10 Pro, 4 triệu 150 nghìn. Xiaomi Redmi Note 11 nha, RAM 4 và 64, máy đẹp 99, 3 triệu 6 nha. Xiaomi Redmi Note 11 Pro, RAM 4, RAM là 8GB nha, bộ nhớ 128, con này phiên bản 4G. Note 11 Pro. Máy thì ngoại hình đẹp 99 nha, 5 triệu 8. Xiaomi Redmi Note 9 Pro nha, 64GB, máy thì ngoại hình đẹp 99. RAM 6128 nha, 3 triệu 8. Redmi 10 RAM 4 và 64, máy đẹp lay new luôn nha mọi người. Giá bán là 3 triệu. Redmi 10. Xiaomi Redmi Note 10S nha, 4 triệu, RAM 8GB. Note 10S thì có hai màu này, đen và trắng nha. Redmi Note 10S, RAM shop, RAM là 8GB, 4 triệu. Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 10 5G, RAM 4 128, máy đẹp 99, 3,6 triệu. Note 10 5G nha. Xiaomi Redmi Note 10 5G, 3,6 triệu luôn, máy đẹp 99, RAM 4 128 nha. Xiaomi Redmi Note 9 máy 97, 2.950.000 nha, Redmi Note 9. Con này là con Xiaomi Redmi 9C, RAM 3 bộ nhớ trong 64, 2.050.000 nha, Redmi 9C, ngoại hình tổng thể tầm 98%. Con này thì màn hình tràn viền nha, màn hình khá là to luôn. Xiaomi Redmi Note 10S nha, 4 triệu máy đẹp keng. Xiaomi Redmi Note 9S nha, RAM 6 128, 3 triệu rưỡi, máy đẹp play new. Redmi Note 9S. Poco X3 NFC nha, RAM 6 128, 3 triệu 6. Poco X3. Xiaomi Mi 9T, RAM 6 bộ nhớ trong 64. Con này tổng thể tầm 98 nha, 3 triệu 450 nghìn. Redmi 9T thì xài màn OLED nha, vân tay trong màn hình. Xiaomi Redmi 9 nha, RAM 4 bộ nhớ trong 64. Cái này tổng thể tầm 97%, hàng công ty nha, 2 triệu 450 nghìn. Máy nguyên zin. Xiaomi Redmi Note 10, RAM 6 128, máy đẹp 98 nha, 3 triệu 250 nghìn, Redmi Note 10. Con là Xiaomi Mi 11T, RAM 8 128, cũng hơi trầy cái viền cam xíu nha. Ngoài hình thì tổng thể còn khá là đẹp, hơi trầy xíu. Giá bán là 6 triệu 7 nha. Redmi Note 11, RAM 4 128 nha, giá bán là 3 triệu 7, ngoại hình đẹp 99 nha. Con Note 11 thì mình vẫn còn đầy đủ cho mọi người là 3 phiên bản, 464, 4128 và 6128 nha. Con này là con LG Velvet. Velvet nha. Máy thì tổng thể còn khá là đẹp luôn, 99% nha mọi người. Giá bán của bên mình là 4 triệu 650 nghìn nha, 4 triệu 650 nghìn. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp đến bên mình nha mọi người. Anh em coi video thì cho mình like, share, chia sẻ ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ.